Chào các bạn. chuyên mục thủ thuật máy tính hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước để ẩn cửa sổ Sky trên thanh Taskbar. kể từ Win7 trở lên khi chúng ta đóng cửa sổ Sky thì chương trình Sky không biến mất mà nó vẫn còn nằm ở thanh công việc Taskbar. Điều này gây choáng chỗ cho chúng ta trong quá trình làm việc. Mục đích của chúng ta là muốn chương trình Sky sẽ nằm ẩn ở khay hệ thống System Tray như là Yahoo hay thoát vân vân. Để làm được điều này, trước hết ta mở cửa sổ Skype lên. Sau đó vào menu Skype chọn privacy. Ở mục advanced ta chọn tab advanced settings. Sau đó nó check vào mục keep skype in the taskbar bar while i'm saying. Nó check mục này sau đó nhấn Save để lưu lại và bây giờ ta đóng cửa sổ Sky lại thì lúc này chương trình Sky sẽ biến mất khỏi thanh công việc Taskbar và hiện tại thì Sky đang nằm ở bên khay hệ thống System Tray để hiển thị biểu tượng Sky trên khay hệ thống System Tray ta click vào biểu tượng tam giác ở đây rồi chọn Customize sau đó tìm tới một Sky và chọn show icon and notification rồi nhấn ok để hoàn tất lúc này biểu tượng sky đã hiển thị ở khay hệ thống system tray và giúp cho thanh taskbar của chúng ta được gọn gàng hơn trong quá trình làm việc xin chào và hẹn gặp lại ở phần sau